Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, mỗi một tuổi đều có sự may mắn và thành công riêng của mình. Tuổi Tân Mão 1951 cũng vậy, họ là những người hiền lành, ngay thẳng. Vận trình của họ trong năm 2023 Quý Mão cực kỳ hanh thông, thuận lợi, có được một cuộc sống giàu sang như ý. Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình được thành công và chạm đến đỉnh cao của vinh quang. Nhưng vận mệnh của mỗi người đều khác nhau, có năm tốt cũng có năm xấu. Do đó, việc xem tử vi trở thành thói quen của nhiều người dân Việt Nam. Đây là cách để bạn nắm rõ vận mệnh của bản thân trong năm mới. Qua lá số tử vi năm 2023 Quý Mão, những gia chủ tuổi Tân Mão 1951 sẽ hiểu rõ được về vận mệnh của mình ra sao, cơ duyên nào mang đến cho mình có được những thành công đột phá, khiến cho hầu hết các con giáp khác phải nể phục và ghen tị. Nắm được vận trình của mình sẽ giúp quý gia chủ Tân Mão biết được những điều tốt để phát huy và tránh được những điều xấu đến với cuộc đời quý vị. Để tìm hiểu cụ thể hơn, hãy cùng với chúng tôi khám phá phần luận giải tử vi năm 2023 cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng trong năm 2023. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạo có mệnh Tùng Bách Mộc, Võ Cây Tùng, là những người thích yên tĩnh, có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão Nam Mạng hay đố kỵ, ghen ghét người khác nên hay hành động bộc phát, không kiểm soát, gây hại cho mình và người khác. Trong 5 tuổi phải đương đầu thái tuế, tuy nhiên tuổi Tân Mão vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an, cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó, trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc, nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao La Hầu, vận hạn Tam Kheo, hạn Tam Tai. Năm 2023 Quý Mão, gia chủ Tân Mão Nam Mạng không phạm Tam Tai. Hạn Hoang Ốc, không phạm Hoang Ốc. Kim Lâu, rơi vào hạn Kim Lâu thân, gây tai họa cho chính bản thân mình. Nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Về địa chi, năm gặp tuổi và phạm cục diện trực thái tuế, người tuổi Tân Mão gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống. Trong năm nay, người xưa thường có câu, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Xét về quan hệ thiên can tân âm kim gặp quý âm thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm, những gia chủ Tân Mão nếu có cơ hội thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 cần chú ý tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Tân Mão. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng. Trong năm 2023, gia chủ Nam Mạng Tân Mão sinh năm 1951 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim, đây chính là sao hạn mang đến những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị hao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra thì người gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim thì gặp sao này sẽ nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó thì khi vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải. dâng sau giải hạn hàng tháng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ ngày mùng 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sau giải hạn. Vì đây là thời điểm La Hầu, Đăng Viên chiếu sáng nhất, hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới. Bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như trầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa, nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi. Do đó đối với sao La Hầu, ngũ hành là kim, cần phải dùng thủy để tiết hóa giải. Đó là theo những đồ trang sức đá quý màu đen như là đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen, nhằm tiêu trừ vận hạn xấu, không may xảy ra cho các gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng, năm nay gặp phải hạn Tam Kheo. Nhắc đến niên hạn Tam Kheo chiếu mệnh này, người xưa có câu Huỳnh Tuyền bệnh nạn nguy vong, Tam Kheo đau mắt đề phòng tay chân. Nghĩa là có Tam Kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân, nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống thì chịu ảnh hưởng tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm coi thường. Đặc biệt là người gặp hạn này chịu áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Hóa giải niên hạn này. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương, xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm bên gia đạo, tuy nhiên tháng này tình cảm gia đình của gia chủ không được tốt. Tháng 2, trong tháng này gia chủ chú ý sức khỏe không được tốt, có thể ốm đau bệnh tật lâu ngày khó khỏi hoặc trong nhà có chuyện buồn đưa tới. Tháng 3, công việc làm ăn của con cháu gia chủ trong tháng 3 không đạt kết quả tốt như kỳ vọng, bên cạnh đó còn gặp nhiều chuyện buồn phiền. Tháng 4, ra ngoài trong tháng này, gia chủ sinh năm Tân Mão chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đi lại cần chú ý. Tháng 5, được phúc đức của tổ tiên nên tình hình sức khỏe của gia chủ rất tốt trong tháng này. Tháng 6, tình cảm của những thành viên trong gia đạo tháng 6 không được tốt, sức khỏe của gia chủ cũng không được tốt. Tháng 7, nhờ được hưởng về âm phần phúc tổ tiên nên đây là tháng chủ về làm việc hung hóa cát lành. Tháng 8, gia chủ đón nhiều niềm vui mới trong gia đạo. Tháng 9, đây là tháng gia chủ phải chú ý về sức khỏe vì sức khỏe không được tốt. Tháng 10, khi ra ngoài trong tháng 10, gia chủ tuổi Tân Mão Nam Mạng chú ý cẩn thận xe cộ hoặc đề phòng có kẻ gian, trộm đạo quân gian. Tháng 11, công việc của con cháu trong tháng này không được tốt. Tháng 12, gia đạo có chuyện buồn. Tổng kết tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, ở tuổi ngoài thất tuần, con giáp này có thể an tâm, tận hưởng cuộc sống quây quần bên gia đình, giúp con cái trông nom nuôi dạy trẻ nhỏ. Con giáp này dù không phải lo nghĩ mưu sinh ở tuổi này, song khó tránh những suy nghĩ trong cuộc sống thường ngày như lo cho sức khỏe của bạn đời hay kinh tế gia đình, việc học hành của con cháu, trẻ nhỏ ngỗ ngược. Dù gặp phải vấn đề gì cũng nên suy nghĩ thoáng, chia sẻ với người thân để cùng tìm cách giải quyết, nên sớm tìm cách giải tỏa nỗi niềm, kẻo lâu ngày sẽ sinh bệnh tật, ảnh hưởng đến cơ thể. Về tài chính, năm 2023 là một năm mà việc làm ăn của tuổi này không sự biến chuyển nhiều, tiền bạc làm ra đủ để chi tiêu trang trải cho cuộc sống thường ngày. Người theo nghiệp kinh doanh cũng không đặt nặng vấn đề theo đuổi lợi ích, phần lớn đều đã trao hết cho con cháu nên chỉ đóng vai trò từ xa cho lời khuyên, không can thiệp quá nhiều. Về sức khỏe, năm Quý Mão 2023 dù là 5 tuổi nhưng gia chủ vẫn không gặp vấn đề gì quá lớn trong sức khỏe. Để có một cơ thể khỏe mạnh hơn, bản mệnh nên chú ý lao động vừa sức, rèn luyện thể dục thể thao phù hợp. Khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống, bạn không nên nóng nảy, hiếu thắng, so đo được mất, vì như vậy sẽ gây tác động xấu đến thể chất và tinh thần. Năm nay, Thái Tuế lưu niên là Dần, thầy Gia Cát khuyên gia chủ nên hạn chế uống rượu bia, nếu không dễ vì mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Gia chủ nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh, gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. mệnh chủ trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mạng. Về tình cảm gia đạo, chịu ảnh hưởng của thái tuế, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia về cơ bản ổn định, song những mâu thuẫn, bất đồng vẫn dễ xảy ra. Khuyên cả hai người nên bình tĩnh lắng nghe đối phương, không nên nâng cao quan điểm của bản thân, không nên khăng khăng làm theo ý mình, khiến tình hình thêm căng thẳng. Người cao tuổi cần tránh những tình huống tác động quá mạnh đến tâm lý. Mối quan hệ với người ngoài bình ổn, bản mệnh cần tránh những xích mích, cãi vã với hàng xóm, láng giềng nếu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe. Năm nay, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Gia chủ nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó, sống cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Gia chủ đã sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho gia đình mình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Tân Mão trong năm 2023. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong cuộc sống. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.